vậy bà lưu chăm mưa cầm lang sầm mặt cách mới có bệnh nhân chầm nạp ca chẳng mất từ khang bong bong con bay đi bà hiện trên thế giới bà có hiện trên bà ô có hiện bà chơi chơi rồi chơi bà có hiện bay chơi ít pet bà khang ngon à con đang con ý năng con bay sầm mình thế chẳng đưa chẳng mệt gì bà ba ba nâng nâng ơi ba 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 ở đây chứ chẳng mơ bông bông cầm năng smart cách thực cả bọc với anh với chúng con tận đang là khang nào có khang nào tới đây ba 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 nâng à lời chẳng mơ khai cơ lấy mình con trai của mưa ba mình mang tới pet ba tụi giác ba lại bởi con bị bông cái cọp nga chương này ba từ dương mình tận đang hai chẳng mạch ấy chẳng ma tí ba rung trăm chẳng mơ cầm năng sầm niên bông bông cầm năng smart cách ba nơi sân cắt ô xây tịt bấy tịt buôn này bông ấy tịt buôn này tịt buôn này bà sân cắt ô xây tịt buôn bà khang nơi bình đại phơi mà rồi bầm bơ hai tập phơi sọc khóc rồi chỉ mất bà thật nơi khăn và làm pi mẹ cả này ở đây chỉ đi làm pi những này bà cứ con bay nó cứ chỉ sọc chỉ muối năng ý để có chạy con luôn bằng coi miếng ca papi cây ở lớp nga chuyên con bay à đây bà xong phải chạy sạ lại con bay vẫn thích bà xài làm pi mùi ai ý mà thấy bấy chất mùi bà cứ ở ba chục mùi đang y chạy con nữa bà cứ có chạy con slow play chục mùi kia bà lấy nó cứ bằng coi miếng ca ý nó có những những bộ các bà giác bà thích phong đây từ bong bong con bấy nó mới hiện trệt đây bà tao vừa mình cho đang hai dạng mặt hai dạng mặt thì rung trăm mươi cầm lang chầm niên sầm mặt tắc kết bà thứ càng cao bọc ven rồi dạng mặt hai dạng mặt rồi miếng sầm non ấy kia tôi nhầm mau ấy dạng mặt rồi vừa mình cho mặt đang đây bạt bạt à lớn là con bên ca sầm rộp sầm ruộng như chẳng mất ấy chẳng má vừa tâm ăn đắng ấy bà này bạt bông này con trâu này cứ con mà chạc con bay à đang để con bao chẳng mất ấy chẳng má đấy bà hai chỉ lươn đấy mà tới bà trâu mình đang luôn đấy con bấy nó nga trường lợi chứ bà cứ mình thôn hai dòng mắt ấy dòng má chứ là lưu chầm mưa bông bông cầm lang sầm mặt tất cả những chầm nghiêng con mà thương thực càng cao bọc về anh sân bà là nó câu sấy quất ba chui mưa phèn là phải hết liếp nó ngày chơi chậm mưa bông bông cầm đang sầm mặt cái có thời chẳng mấy mình tầm sai chẳng mấy gì mình tầm mặt đang lại chứ bà cứ nơi bà đói phơi mà rơi bầm bớt thật nó sẵn cắt xa thầm mấy bấy bà cứ ở lấy nơi bà đói bấy nơi có cột đang ngay chẳng mấy mình sầm rộp sầm rùa mình sẽ mưu đầm nó ra dùm mấy cột tới nó ngay gầm ai về chẳng ai cho tôi mục tiết bà đây dùm bọc tiết bà cho nhưng mà đang ngay chẳng mấy giờ phụ dây chẳng ấy bà chân chạm mưa bong bong cầm nắng chầm nín sầm mặt cách bàn thưa ca cao bao vây bà pu quật lại chặt cột pu bán bọc cột bán pa cột ăn nè tôi còn bay pu còn nga chưa bạn đằng vậy còn pu buông buông chỗ này mới được chẳng mấy mất mát cặp bông này phát bán cặp bông của anh biên bán pack quạt đó chẳng phát anh gan bơ có ăn cố hả cà bò đi có ăn cố bà chân phụ huynh biên bán pack quạt đó
nhớ đang phát quạt đi đang phát quạt đi đang luôn đang luôn anh đi chưa đang luôn anh đang phát quạt đi anh đang phát là mót đúng lúc không ủa là mót phát mình bèn bọn phát nó ta lấy bông đang tập phát này miền miền đang tập phát ông trai đấy bông đang đây bông ờ anh đang đây bông nào đang xuống đi cha bắt cứ kêu bạn đang ờ cha xuống cha xuống đúng cứ xuống bây là vì lên đấy chặt cua đó ba lời thoảng cái chặt cua đi lời thoảng lên từ chặt cua đấy bọn đấy lên dương ba kê từ từ ô ba kê ta còn chặt cua còn trong nào biết ta chênh ta bán lươn á ba đầu bên bán lươn nó từ ba trăm ôm lên rồi đây nhớ mà đang đập ba ôi anh đang đập ba đi đó anh đang đi ba và phải mặt và đứng hàng coi phải dễ dàng mà lại tầm bao nhiêu chân nhung cơ mình đang khai được mạch đây ba rung trăm mưa trầm niên ba nay cầm lang sầm mắt tắc ba cọt một thứ càng cao bọc về ba ơi cọt sầm vắng ngay mới tới ba khóc cương sầm ba khóc cương sầm vắng ngay ba xuống cặp ba đang thả bàn ba đang thả ẩm bàn ba à lấy dẫn hai giờ sáng thì mới có ra dẫn mạch đây ba miền là rung trăm cầm lang trầm niên mới thứ càng cao bọc về từ với giờ ý mới tới pet ấy ba pet đấy pet na đây nè pet na cặp pet đấy cái làm mai cặp pet pet được si cặp pet đây ở trong tầm mưa ở con sấy tầm mưa tới ba lấy công này ba rồi là bua thử đây thử trương đi ba tôi chưa ăn mặn cặp bông bông nếu mà tôi chưa ăn tôi chưa bông lặng cái đó ai từ món tao ăn thì tôi chưa ăn hô bao mà bông ban bông ban ba cái nước từ mi lại ngay bao kia bông bà bạn này cứ còn bay ba đã ban pa chấm muối mà tàu ôm sợi hàng đi bà còn bay ban pa chấm muối đừng con rồi mà bà này cả con bạc cốt bà thì sọp lên mười kia bà này bà ơi bà ba phải cầu bà bằng co oi hay con mì kí bà ba con bay ba con bị cầu bằng co ý gặp nâng ca bay cá bá là dạ đại dạ chương bà lời này cứ mình cho mình nó sai lại tê bù phù con bay cứ qua là sai cái đường sờ vâng mình tích mình chui đây bà đang hai dạng mấy cái dạng má đi bà lời cứ rong trăm mưa bong bong chầm đang chầm nghiêng bà đi bà con mình thử ca ca bảo vệ nhớ bà dương mình toàn đang thật khăn nào khó khăn nào tới dương toàn bán đang lợi chứ chờ mưa luôn trăm cầm lăng trầm niên xong mà thật kết bạc thức càng cao bọc về bà bé ông đúng bán đây ông mà đường từ bà phải ăn đuôn cả ban cao là mai cái đó lấy mà cái ni hơi ông bên cửa xa mà này con trai gì bà bạn phụ xa có câu con mau hơi đã có xa mà tô đi cả ba xa tới chân rồi ông bà lấy cái việc cho mấy ông bà họ thế ông bà lấy phụ xa có tất cả ba được tập phụ được tập miên phụ miên miền 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 khai cái kia đó phụ châu đó cứ bé cái này khăn năng lại scan cái non tới rồi bà phụ tư ca làm mát cả ban đây bà lỡ khăn lực phụ bà có công của xa bà cốt bà ban non ông sợi tới bình tí pet bà cứ bà tới bình tí pet thấy bà đầm bay mưa chùm ngư bà cốt bà rồi chơi bình tục con sợi cốt mấy ca có thở được năng bà lớn ông phó bà lớn đi con của xa bà con mình chun bà tới bay mưa chùm ngư ba sống ở con trán, bây giờ mà thắng đại ba đại, ô này càng khó hơn rồi con. Hay con hàng xong bay nó mau lươn, hay con bị khỏi con. Con thấy con mẹ.
បាទហើយមកដល់ការពីកូនគាត់អ្នកដំណាងបាទអត់តន់ដំណាងការពីយ៉ាងម៉េចទេបាទបរិមាណការពីគាត់ស្រីបាទតែតែលើកជើងម៉ាក់ទៅពេទ្យបាទបងអរគុណច្រើនបាទអរគុណច្រើនបាទបាទនេះគាត់ជាកូនស្រីបាទរបស់អ៊ំស្រីដែលមានករណីកសិរាចរយ៉ាងម៉េចហ្នឹងបាទឥឡូវនេះគឺបានបញ្ជូនបាទ កុំកោសាអ៊ំស្រីគឺបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យទៅហើយបាទបានបញ្ជូនអ៊ំស្រីទៅមន្ទីរពេទ្យមើលជំងឺបាទដូចជាពោកក្បាលយ៉ាក្បាលដូចដាច់អាយ៉ាជើងអីមិញហ្នឹងបាទសូមអរគុណច្រើនប្រិយមិត្តផងដែរដែលនិយមបាទតាមដានទស្សនាបាទ KH +ញូបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះសេរីបាទសូមលំអោនកាយនិងជម្រាបលានិងសូមបិទការ live បាទផងដែរបាទសូមអរគុណ